chào cả nhà, chúc mừng cả nhà quay lại kênh của An Vlog nha. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay An cũng lâu lắm rồi An mới quay lại clip lại. Hôm nay thì An chia sẻ về cho mọi người xem tham quan chợ Đầm Dơi của quê An ha. Thì An cũng xin mời tất cả mọi người cùng đi chung với An nha.